mệt nhọc mà. Sao rồi, sao mấy để con đập đi vậy? Làm gì? Ủa, khoai này làm bằng trứng. Bằng trứng thì cũng của nhà mình. Bằng trứng. Ủa, mày làm bằng trứng gì cái này? Cái này ngoài đường, tôi để ngoài đường chứ tôi. Ờ, để ngoài đường nhưng cái chỗ này là không cho để. Ủa, tại sao người ta mày bán cà phê được? Bán cà phê. Ờ, tại vì không cho mướn được cho nên không phải tôi không cho mướn, trước giờ tôi không cho mướn nha. Tôi không cho mướn nha. Trước bây giờ tôi chỉ lấy tôi chỉ lấy tiền điện với cái tiền hư hại bắt bạt trên cái từ nhà tôi thôi nha. Chứ tôi không có cho thuê nha. Mấy trăm đâu? Đâu ra mấy trăm? Hả? Mày cứ việc quay quay sao này, quay tay phải. Đó, bán gạch nhà đi. Gạch của mình, nhà mình không để ngoài đường. Ủa thì bây giờ làm cái xây cái này tôi phải để tạm ở đó chứ. Tạm mày đây sao chỗ nhà mình không để? Xây sao mà để được? Thôi mày để tạm trên đây đi, để tạm đó đi. Cứ nói chuyện là ngang, mẹ làm như mình là bố thì mẹ nè. Mày nghĩ còn mấy ai gì mà quay? Không muốn gì. Ai nói là không cho xây? Ai nói không cho xây? Ai nói? Ông ra hỏi chưa? Ông hỏi chưa? Ông hỏi chưa? Ủa, cái đấy là khu phố trưởng thôi. Khu phố trưởng không phải là chính quyền à? Ủa, khu phố trưởng làm sao mà có quyền cho xây hay không cho xây? Khu phố trưởng có quyền không cho xây. Sao có quyền? Làm sao là mình còn có cái quyền? Rồi, ok, ngày mai là nhà đất. Được rồi. Tôi chẳng lấn chiếm gì hết á. Tôi làm á là để tôi bảo vệ cái mương nó khỏi sập thôi. Tôi chẳng lấn chiếm gì hết á. Ủa, tôi đâu có lấn chiếm tôi làm nhà đâu. Tôi đâu có buôn bán gì trên đấy đâu. Ít kỷ gì? Mày không ít kỷ gì? Ít kỷ gì? Ủa? Cái chỗ này chỗ để cho để xe à? Để xe à? Hồi trước á cái mương này chưa có cái gì lại lên á. Nó thúi tại sao không ai đến mà làm đi? Đến khi nhà tôi bỏ tiền ra tôi làm sạch sẽ rồi đến đây bắt đầu chiếm rồi để động xe rồi bán hàng à. Ý đồ tôi chẳng có ý đồ gì hết á.